con thấy mà con không chịu lấy thấy không? Bác tại cái chỗ này chị Hương này. Trời ơi, đã trời ơi, đã ha. Thấy chưa? Phải đòi nhỉ. Phải có cái này này nó mới lên. Đây nhé. Để rồi thì thôi. Điền cho đi con. Thêm là có cái bánh mì của ai không ăn thì mới được như vậy chứ. À. Ôi trời ơi. Cái này tiền không ấy nhỉ? Coi, coi, chắc coi. Đúng rồi. 12 tỷ có cái là con hết rồi. Khăn nó vẫn còn, khăn nó vẫn mẹ cho cá này, nó keo quá. Là cá mía, là con mía. Con quay điện thoại đẹp không? Em dây với con cá. Đã chưa? Còn ông khăn em xuống. Hết rồi. Rồi. Hết rồi. Nhiều cá. Để đang phơi. Nhà em mới làm một hồ cá. Trời ơi, đã chưa? Cái này mà ha. Cá này ghê ha. Còn giờ đóng luôn. Cái này phải mấy chục triệu ha. Nhìn như vậy chứ mà tiền nhìn liền không á. Chúng nó đói. Ngoài kia cũng còn đầy kìa. Chúng nó đói. Bán thức ăn cho cá 10 cá nhưng mà không thấy. Tự nhiên vô tình khăn nãy giờ phát hiện được ổ gì này.